Xin chào mọi người, mình là Đan Anh. Mình dám cá là những bạn đọc sách lâu năm trên một chiếc máy đọc sách có thể bỏ qua điều này khi mua máy, và đến khi mua về rồi thì mới thấy nó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của các bạn. Bỏ qua những thứ như là cấu hình, độ giật lag hay là chất lượng hiển thị thì đối với mình đây mới là yếu tố quan trọng. Hãy tưởng tượng một ngày bạn đang nằm đọc sách trên giường và chìm vào giấc ngủ, vô tình chiếc máy đọc sách sẽ rơi vào mặt bạn. Vậy thì một chiếc máy đọc sách không nên quá nặng. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một chiếc máy đọc sách mà mình trải nghiệm gần đây là Pocket Book Era. Nó có trọng lượng chỉ tương đương với chiếc iPhone 12 Pro của mình đi kèm ốp lưng mà thôi. Cùng xem nhé. Pocket Book Era là một chiếc máy đọc sách có ngoại hình nhỏ gọn, hình vuông, những cái cạnh nó đồng đều nhau, và trọng lượng của nó đối với mình là không quá nặng với những chiếc máy đọc sách mà mình đã từng trên tay. Như hồi nãy có chia sẻ thì đối với mình cái trải nghiệm đọc sách luôn đi kèm với việc ngồi nè, nằm, mình ít khi nào đứng để đọc sách lắm. Và mọi người có công nhận cái cảm giác nằm đọc sách rất là thú vị, nhưng mà đọc sách thì cũng rất là dễ xảy ra tình huống là chúng ta sẽ bị buồn ngủ. Cái chuyện mà máy đọc sách nó có thể rơi vào mặt mình bất cứ lúc nào hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy cho nên là một chiếc máy đọc sách nhẹ, cầm lâu để đọc không bị mỏi tay là một trong những cái yếu tố mà mình nghĩ nó rất quan trọng. Nó tất nhiên không được nặng hơn một cuốn sách bình thường khoảng tầm 3 đến 400 trang. Và Pocket Book Era lần này thì nó có một cái thiết kế rất là đẹp. Độ dày thì không quá nhiều, khá mảnh mai và có một cái ốp lưng kèm như thế này. Mình thấy tổng thể của chiếc máy Pocket Book Era nó được làm với những cái đường nét hơi cổ điển một chút xíu, tức là nó không quá mỏng, không quá sexy. Nó giống như là một cái cửa sổ trong lòng bàn tay có thể mang đến những nội dung, chữ viết, hình ảnh cho mình. Một điểm mình thích nữa đó chính là ngoài việc có một cái màn hình cảm ứng 7 inch thì bên cạnh phải nó được bố trí những cái phím bấm cứng để cho cái cảm giác của người đọc sách mình cảm thấy yên tâm hơn. Yên tâm hơn ở chỗ là hãy tưởng tượng lại cái lúc mà bạn đọc những cái trang sách thật là bạn lật dở từng trang. Đây là một động tác thủ công, nhưng mà khi qua một cái thiết bị máy móc như thế này thì chúng ta lại đổi qua cái thao tác là cảm ứng. Và đối với mình thì mình không có thích cái cảm giác cảm ứng để quẹt trang sách, bởi vì nó hơi ngược lại so với cái cảm giác thật sự khi mà chúng ta trải nghiệm từng trang sách, đúng không? Những cái nút cứng này thì sẽ giúp cho việc trải nghiệm đọc sách bằng một tay trở nên gọn hơn. Bạn sẽ không cần phải di chuyển ngón tay quá nhiều, hay là không cần phải với ngón tay và quẹt vào trong phần màn hình. Chúng ta vẫn có thể lật trang sách được một cách dễ dàng. Một điểm về thiết kế mà mình cũng muốn nhấn mạnh cho mọi người là mọi người có thể thấy cái phần cạnh phải ở đây, đặc biệt là cái phần góc vuông trên và dưới, khi mà chúng ta đặt tay như thế này, một tay để đọc sách, thì thường cái phần góc vuông ở đây sẽ chạm vào ở chính giữa lòng bàn tay. Ở đây thì sản phẩm họ làm rất là tinh tế, bo cong, mềm mại hơn để khi mà chúng ta cầm một tay như thế này, nó không bị đâm vào trong cái lòng bàn tay gây cảm giác khó chịu và bị cấn. Ngược lại thì cảm giác thoải mái hơn. Về chất liệu thì chiếc máy đọc sách này cũng khá đơn giản. Chúng ta sẽ có một cái phần mặt lưng bởi những đường sọc dọc nhựa tạo cảm giác cầm nắm có độ ma sát và chắc chắn hơn. Và đằng trước thì chúng ta sẽ có một màn hình e-ink 7 inch. Rất là vuông vức và vừa vặn, nhìn vào thì mọi thứ như là được đóng khung, đo ni đóng giày, tất cả những cái nội dung này nó đều dàn trải, vừa vặn để cho mắt mình nhìn vào mình thấy khá là thoải mái. Phần viền màn hình ở bên cạnh phải thì sẽ dày hơn một chút, đặc biệt là dành cho cái thao tác cầm đọc sách một tay như thế này. Và nếu như bạn không quen cái thao tác vuốt như hồi nãy mình chia sẻ thì chúng ta hoàn toàn có thể bấm những cái phím. Chúng ta sẽ có 4 phím ở cạnh phải, nút nguồn này, nút lật trang qua trái, nút qua phải và cuối cùng là một nút về home trang chủ. Ban đầu khi mà nhận máy thì đây sẽ là một chiếc máy trần, bạn có thể gỡ cái thanh ở kế bên ra và gắn cái ốp lưng vào. Bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có một cái cổng kết nối USB-C. Đây là một trong những điểm mình cảm thấy thích hơn ở chiếc máy đọc sách Pocket Book Era này, bởi vì nó tạo cho mình cảm giác là hiện đại hơn, thuận tiện hơn. Khi mà mình có nhu cầu tải những bộ truyện, bộ sách từ máy tính của mình để copy qua chiếc máy này thì USB-C luôn luôn tiện lợi hơn rất nhiều. Một điểm đáng chú ý nữa trên chiếc máy đọc sách này đó chính là nó có một cái phần loa. Cái loa này thì mình đánh giá là nghe ở mức độ vừa phải. Nó có thể đáp ứng được cho bạn nghe sách nói hoặc là nghe nhạc trên chính chiếc máy này luôn. Âm thanh mà nó phát ra đối với mình là ok cho một chiếc máy đọc sách, không rè, không bị bể tiếng khi mà tăng âm lượng. Điểm
Điểm cốt lõi của bất cứ một chiếc máy đọc sách nào thì luôn nằm ở phần màn hình. Như hồi nãy mình có nói, với cái màn hình 7 inch này, với cái sự dàn trải đồng đều ở các cạnh thì mình vô cùng cảm thấy thoải mái khi nhìn vào bên trong nội dung của phần màn hình. Ngoài ra thì cái phần màn hình e-ink này, mọi thứ đang hiển thị rất tốt. Sau một cái quá trình trải nghiệm thì mình đánh giá là nó đáp ứng được cái nhu cầu không bị mỏi mắt khi đọc nè, không có ánh sáng xanh, và đặc biệt hơn là với cái tính năng Smart Light trên sản phẩm này thì mọi người hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái tông màu sắc ấm vàng hay là xanh để phù hợp với từng cái ánh sáng của môi trường cũng như là cái sự điều tiết của mắt để mọi người cảm thấy đọc thoải mái hơn hoặc là cái thói quen đọc của mọi người. Riêng mình thì không chỉnh sửa quá nhiều, nhưng mà với cái ánh sáng mặc định ở chiếc máy đọc sách Pocket Book Era này ở mức độ trung bình là mình đã cảm thấy thoải mái khi đọc lâu rồi. Và kể cả khi đọc khoảng tầm 1 tiếng hay là trên 1 tiếng liền thì mọi người cũng sẽ không cảm thấy bị nhức mắt. Đó là sự khác biệt và cũng là giá trị của một chiếc máy đọc sách so với những cái thiết bị như là điện thoại hay là iPad khác. Về trải nghiệm đọc sách hay là đọc văn bản trên chiếc máy này thì mình cảm thấy là cái cách bố trí hay là dàn trải số lượng chữ nó vừa vặn với mắt đọc của mình. Tuy nhiên thì có một điểm mà mình vẫn chưa cảm thấy quen khi mà đang sử dụng điện thoại hay là iPad mà các bạn chuyển qua đây để đọc sách liền thì sẽ hơi bị khó chịu một chút xíu. Nhưng mà nếu mọi người đọc lâu thì cái vấn đề này có thể là sẽ thích nghi dần và được khắc phục. Đó chính là cái việc mà chúng ta vuốt để chuyển trang nè, nó chưa được mượt mà như là chúng ta sử dụng cho những cái thiết bị di động khác. Và đôi khi chúng ta cần phải bình tĩnh lại để thao tác trên một cái chiếc máy đọc sách như thế này. Nhưng mà bù lại, so với việc đọc sách giấy bình thường thì sẽ có những cái tính năng mà chúng ta có thể làm. Chẳng hạn như là khi đang đọc, mọi người có thể highlight, mọi người có thể xoay chiều, và cái máy này nó sẽ đổi chiều lại cái văn bản cho mọi người đọc luôn. Rồi chúng ta có thể ghi chú hoặc là dịch trực tiếp một cái chữ bất kỳ, một cái từ mới bất kỳ khi mà mọi người đọc những cái loại sách tiếng Anh. Và ngoài ra cũng có thêm một tính năng nữa cũng là đặc điểm nổi bật của cái chiếc máy này, đó chính là khi mà gặp một cái đoạn văn bản bất kỳ hoặc là một cái chữ bất kỳ, mọi người chỉ cần nhấn vào thôi thì cái tính năng text to speech nó sẽ đọc ra cho mọi người luôn. Tức là mọi người có thể vừa học được nghĩa của từ đó và học được cả cách phát âm của cái từ đó, và thậm chí là nó sẽ đọc luôn cả một đoạn văn theo 26 ngôn ngữ được thiết lập sẵn ở trong chiếc máy đọc sách này. Một thông tin thêm cho mọi người, trong cái quá trình mà trải nghiệm chiếc máy này thì Đan Anh đã có thể sử dụng được phiên bản tiếng Việt ở trong giao diện của nó, nhưng mà đây chỉ là bản demo thôi. Vào tầm khoảng tháng 8 và tháng 9 sắp tới thì sẽ có bản tiếng Việt chính thức để mọi người có thể sử dụng. Đây là giao diện tiếng Việt ở bên trong. Đó là trải nghiệm đọc. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có những cái ứng dụng đi kèm, bởi vì đây là một chiếc máy đọc sách nhưng mà nó còn thêm những cái tính năng khác. Mọi người có thể nghe nhạc ở trên này, mọi người có thể chép file về, những cái file hình ảnh đều có thể hiển thị được trên giao diện của chiếc máy này luôn. Và ngoài ra chúng ta có thể lướt web, tra Google hoặc là truy cập những cái website đọc báo tin tức mỗi ngày trên chính chiếc máy này. Máy thì sẽ có kết nối cả Wi-Fi và Bluetooth, ngoài ra còn những cái ứng dụng khác chẳng hạn như là chơi game nè, hay là máy tính và xem lịch, tra từ điển, v.v. Về khả năng đọc các định dạng thì hiện tại mình thấy Pocket Book Era đang đọc được nhiều định dạng một cách dễ dàng. Như mọi người thấy là hiện tại mình có rất là nhiều định dạng đầu sách khác nhau, từ Mobi cho đến những cái định dạng khác như là ebook nè, hay là PDF, hay là AZW3, rất là nhiều để mọi người có thể tải và lưu trữ đa dạng tất cả những cái cuốn sách với định dạng khác nhau. Một phần nữa của chiếc máy đọc sách Pocket Book Era mà mình cũng muốn giới thiệu với mọi người đó chính là cái tính năng Pocket Book Cloud. Với tính năng này chúng ta sẽ dễ dàng đồng bộ rất là nhiều sách từ cloud. Kể cả khi mà mình tải lên, tải xuống với rất là nhiều loại sách khác nhau như thế này, và sau này mình có đổi qua một cái máy đọc sách Pocket Book Era khác thì những cái dữ liệu và đầu sách của mình sẽ được đồng bộ hoàn toàn mà cũng không cần phải tải lại, mất thời gian. Và một điều quan trọng nữa mà mình thấy thích đó chính là cái việc mà kết nối cũng như là copy file của nó diễn ra rất là dễ dàng luôn. Kể cả là một người sử dụng MacBook Air như mình, chỉ cần một cái hub chuyển đổi thôi, mình cắm cái USB-C cộng dây cáp có sẵn khi mà mua máy vào và chỉ cần copy file về là xong. Mình có thể đọc được truyện tranh trên này luôn. Và đối với một chiếc máy đọc sách nhỏ gọn như thế này, làm được nhiều công việc cùng một lúc như thế thì mình cảm thấy rất là thỏa mãn khi mà sử dụng nó trong một thời gian dài. Trước đây thì mình rất là ghét cái việc lọ mọ tải những cái file với định dạng khác nhau về xong rồi lại phải copy qua. Nhưng mà đối với chiếc máy Pocket Book Era này thì nó làm cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Tuy mình là con gái rất là ít mày mò về những cái định dạng file này file kia, nhưng mà đối với mình, việc tải những cuốn sách mới mà mình thích đọc, kể cả là truyện tranh, về chiếc máy này nó rất là dễ dàng.
Và đây là Pocket Book Era, một thương hiệu máy đọc sách đến từ Thụy Sĩ. Sau một thời gian trải nghiệm thì Đan Anh thấy đây là một sản phẩm rất là thú vị. Nó giống như là một người bạn đơn giản nhưng mà có thể truyền tải được những cái nội dung về văn bản cũng như hình ảnh trên một cái màn hình e-ink trắng đen. Và quan trọng hơn, nó có thể giúp chúng ta tránh được những cái như là bị ảnh hưởng mắt, ánh sáng xanh à, hoặc là tránh được những cái sao nhãn khi mà chúng ta đọc trên những cái thiết bị smartphone hay máy tính bảng, bởi vì có rất là nhiều noti từ các ứng dụng khác. Thì đây là một trong những chiếc máy làm được nhiều việc và phục vụ được đúng cái mà những người thích đọc sách cần. Về dung lượng pin thì mình cảm thấy nó rất là ấn tượng. Có một ngày mà mình làm đủ thứ với nó hết, từ mày mò nè cho đến là copy file sách về rồi đọc sách. Và theo thông tin mình biết thì nó có thể kéo dài lên đến một tháng. Mình thì chưa sử dụng đến một tháng, khoảng đâu đó một tuần thôi, nhưng mình thấy viên pin của nó như vậy là khá an tâm rồi. Để trong những trường hợp như là có những ngày mọi người, hoặc là những cái khoảng thời gian mọi người không đụng tới, không đọc sách, thì khi mà chúng ta cầm đến máy và mở lại thì nó vẫn sẵn sàng ở đó để cho chúng ta tiếp tục công việc của nó là đọc sách. Đặc biệt là trong những chuyến đi xa thì mọi người cũng không cần phải mang theo dây sạc lỉnh kỉnh để sạc. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho mọi người về Pocket Book Era. Mọi người thấy sản phẩm này như thế nào? Với mức giá từ khoảng 5-6 triệu thì mình nghĩ nó vừa vặn và xứng đáng trong phân khúc. Hãy để lại suy nghĩ của mọi người phía dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.